Ngày 12 tháng 7 năm 2012, Viện Quản trị Kinh doanh FSB đã tổ chức hội thảo Nắm bắt cơ hội trong thời kỳ khủng hoảng 2012. Hội thảo hân hạnh chào đón diễn giả Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FPT và gần 200 khách mời tham dự là học viên, cựu học viên của Khoa Quản trị Kinh doanh HSB Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Quản trị Kinh doanh FSB Trường Đại học FPT và các doanh nhân ở nhiều tỉnh thành về tham dự. Mở đầu hội thảo, theo phương thức thông thái đám đông, diễn giả Trương Gia Bình đã chia hội trường theo từng nhóm để thảo luận và cùng trả lời 4 câu hỏi. Bao nhiêu phần trăm doanh nghiệp Việt Nam sẽ phá sản do khủng hoảng kinh tế? Bao nhiêu tháng nữa nền kinh tế sẽ quay về mốc như năm 2011? Hãy nêu 5 khó khăn mà các doanh nghiệp đang gặp phải. Hãy nêu 5 hành động của doanh nghiệp trong giai đoạn khủng hoảng. Các học viên, cựu học viên và doanh nhân khách mời theo từng nhóm đã thảo luận một cách sôi nổi và lần lượt cử đại diện trình bày những câu hỏi trả lời của mình trước hội thảo. Phần trình bày của các đội đều xoay quanh trọng tâm vào 4 câu hỏi mà diễn giả đưa ra và được mọi người lắng nghe, chia sẻ quan điểm một cách nồng nhiệt. Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Gia Bình lần lượt tiếp cận và giải mã quan điểm của từng đội và đưa ra một số nhận định tổng kết. Theo diễn giả, khủng hoảng toàn cầu kéo dài đã đe dọa tới sự ổn định của nền kinh tế và đặt sức ép không nhỏ cho những nhà lãnh đạo. Đối mặt với tình hình này, rất nhiều doanh nghiệp đã lâm vào tình trạng giải thể hay phá sản. Có rất nhiều nguyên nhân gây lên sự khó khăn của các nhà doanh nghiệp, có thể là các nhà quản trị gặp vấn đề trong chiến lược kinh doanh, cũng có thể họ chưa hiểu đúng về tư duy quản trị hoặc năng lực lãnh đạo trong khủng hoảng của các nhà doanh nghiệp còn nhiều hạn chế. Thêm vào đó, bài toán lớn nhất của các doanh nghiệp tại Việt Nam là chất lượng công việc, tức là tăng năng suất lao động, mà năng suất lao động xuất phát từ trình độ công nghệ. Muốn tăng năng suất lao động thì phải đẩy mạnh công nghệ. Và thông điệp chốt lại buổi hội thảo, diễn giả cho rằng đây là giai đoạn chúng ta nên nghỉ ngơi, càng làm mạnh chúng ta sẽ càng gặp thêm nhiều khó khăn. Thời gian này chúng ta hãy chuẩn bị để cho động cơ của chúng ta sẵn sàng chạy bước đà mới để nền kinh tế khôi phục lại, doanh nghiệp của chúng ta có thể chạy với tốc độ nhanh nhất. Hội thảo kết thúc thành công rực rỡ sau khi Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Gia Bình trao quà kỷ niệm cho các doanh nhân là học viên và cựu học viên MBA của HSB và FSB đã có những hoạt động kinh doanh và xuất sắc trong thời gian qua. Khi học, chúng tôi đã truyền tải những cái hành động cụ thể. Trong những lúc khó khăn như thế này, thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà hôm nay có được cái buổi hội thảo này, tôi cảm thấy một cái gì đó rất là thấu hiểu, cảm nhận được những cái ý kiến mang tính là rất sát với thực tế. Ví dụ như là phải sống và tinh thần bây giờ nó là quyết định của người của họ. Cho mình và làm cho mình có cái niềm tin mới để tiếp tục con đường kinh doanh, tiếp tục dẫn dắt doanh nghiệp mình. Vâng.